Hôm nay ngày 5 tháng 5 năm 2021, đại lễ kỷ niệm 71 năm tìm được linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre. Mời quý vị cùng chúng tôi hành hương tìm về bên mẹ, tham dự thánh lễ để cùng nhau tôn vinh mẹ, gửi gắm cho mẹ những tâm sự thầm kín của chúng ta, những buồn vui trong cuộc sống. Nguyện xin mẹ kính cầu những đau khổ của con người trên thế gian đang phải gánh chịu trong cơn đại dịch Vũ Hán gây ra. Xin Chúa mở lòng nhân từ, yêu thương hải hà của Ngài che chở chúng ta. Trong video này, chúng tôi có sử dụng một số tư liệu của ban truyền thông giáo phận Vĩnh Long. Nếu có vấn đề gì, xin cho chúng tôi biết. Chúng tôi ao ước một thiệt, hãy làm cho thế giới này yêu mến Đức Mẹ. Vâng, xin chân thành cảm ơn giáo phận Vĩnh Long và quý vị rất nhiều. Mẹ ơi, mẹ thương đến chúng con, ơn trời thắm sáng, sân son một niềm tin sáng tươi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ La Mã Bến Tre, mẹ Hằng Cứu Giúp, chở che an bình, luôn chở che bình an. Giêsu nép lòng mẹ ơi, thương đau thập giá nhẹ vơi trong lòng mẹ ơi, chúng con nhẹ vơi nỗi đời. Tại sao chúng ta không ở nhà cho khỏe? Tại sao chúng ta không ở nhà cho thoải mái mà lại chịu nhiều hy sinh vất vả? Xin thưa, vì chúng ta có một người mẹ tuyệt vời ở nơi đây. Ông bà chị em cho Đức Mẹ chúng ta một tràng pháo tay thiêng lớn, người mẹ tuyệt vời của chúng ta thiêng lớn. Chúng ta có một người mẹ tuyệt vời ở nơi đây. Đó chính là sức hút mãnh liệt thu hút tất cả chúng ta từ mọi nơi, thu hút chúng ta chấp nhận hy sinh nắng đôi khó nhọc. Từ mẹ Maria Hằng Cứu Giúp nơi đây là sức mạnh để đảm bảo cho tất cả những ai dù phải hy sinh đến đây, mẹ sẽ ban gấp bội phần. Với tất cả niềm tin tưởng và cậy trông nơi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ta xin mẹ khẩn cầu với các ý nguyện này của anh em chị em chúng ta hôm nay tha thiết dâng lên trước linh ảnh của mẹ, cũng như dâng lên mẹ lời tạ ơn vì rất nhiều người trong chúng ta đã nhận được ơn của mẹ nhiều lắm. Chính bản thân con cũng luôn luôn cảm nghiệm được ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho mình. Cho nên cùng với tất cả ông bà chị em, nhiều anh chị em mình, chúng ta cũng dâng lên mẹ, xin mẹ dâng về Chúa lời tạ ơn rất chân thành của mỗi người chúng ta và của những anh chị em khác không đến đây được. Chuyển cầu với Đức Mẹ những ý nguyện của anh chị em mình, muốn đi lắm, rất muốn đến đây nhưng vì hoàn cảnh không đến được, để dâng lời cầu xin cũng như dâng lời tạ ơn, chúng ta cũng xin dâng thay cho anh chị em đó. Lạy ra thân đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy đức hiệu là mẹ Hằng Cứu Giúp, cho điều dục lòng chúng con trong cây vững vàng, thì con ngài xin mẹ chủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi.
phải đáp cơn cám dỗ khi xa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con xin mang chạy đến cùng Mẹ luôn luôn, có tin rằng con xin mang chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn xin mang cầu xin Mẹ và được lòng trong cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng kêu giúp con, và ban cho con được ơn bình đến cùng. Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng thương dung, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Ta ơn phụ hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau để cho các linh hồn nơi luyện ngục. Thánh Maria lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, hôm nay ngày 5 tháng 5 là tháng kính Đức Mẹ. Chúng ta tụ họp nhau nơi đây ở họ đạo La Mã để mừng lễ gặp lại mẹ ngày năm thứ 71. Và chúng ta gặp lại mẹ để mỗi người chúng ta tâm tình với mẹ, nói lên những cái tâm tư của mình, vui thì buồn cùng mẹ. Chúng ta gặp lại mẹ để mỗi người chúng ta cũng nhờ mẹ khẩn cầu cùng Chúa, xin Chúa làm sao cho cơn dịch bệnh COVID-19 này chống qua, làm sao để có những vaccine chích để mà bài trừ cơn dịch bệnh COVID-19 này. Có thế thì mọi sinh hoạt thờ phượng Chúa dễ dàng và mọi sinh hoạt mục vụ trong tôn giáo của chúng ta cũng được dễ dàng. Năm nay cũng đặc biệt là năm về Thánh Giuse. Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông thư Patris Corde, Trái Tim Người Cha, ngày mở năm đặc biệt về Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, ngài nói về Thánh Giuse: Thánh Giuse là một người cha được các tín hữu yêu mến. Thánh Giuse là một người cha dịu dàng, người cha vâng lời Thiên Chúa, người cha của sự đón tiếp, người cha can đảm sáng tạo, người cha lao động, người cha luôn là bóng mát che chở. Chúng ta chạy đến cùng mẹ, chúng ta cũng chạy đến cùng Thánh Giuse. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, giúp chúng ta để noi gương Thánh Giuse, ít nhất là trở thành những cha mẹ dịu dàng, ít nhất là trở thành những cha mẹ biết vâng nghe lời Thiên Chúa, trở thành những cha mẹ như là bóng mát che chở cho gia đình. Trong tinh thần này, giờ đây chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thua nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thần và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
chân lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ Maria, vinh hiển mẹ của con Chúa, làm đấng bảo trợ cho tất cả những ai kêu cầu người. Nhờ lời người chuyển cầu, xin cho chúng con được mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, kiên trì trong đức mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Na-a-man, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm 7 lần ở sông Jordan như lời tiên tri. Người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: Thật, tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông. Tiên tri trả lời rằng: Có Đức Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt người. Thật, tôi không dám nhận đâu. Na-a-man cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Na-a-man nói thêm rằng: Tùy ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi là đầy tớ của ông được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được. Vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc thi lễ cho thần minh nào khác.
trích sách Khải Huyền. Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điểm khác xuất hiện trên trời. Đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt và chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa lên ngay Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bây giờ có giao chiến trên trời. Thiên thần Mikael và các thiên thần của người giao chiến với con rồng. Con rồng cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không có chỗ trên trời nữa. Con rồng lớn bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Khi con rồng thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai. Bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà. Tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời ở xa con rắn. Từ miệng con rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông để cuốn bà đi. Nhưng đất cứu giúp bà. Đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng con rồng phun ra. Con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về.
Trẻ Giê-xu đã ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng: Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Na-gia-rét, và người dân phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng, còn Chúa Giê-xu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người lành. Thì chúng ta cũng học hỏi nơi mẹ Maria để trở thành ở những người Kitô hữu tốt. Trong bài tin mừng hôm nay, mẹ dạy chúng ta một trong những cái đức tính quan trọng, đó là cái sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan mà mẹ muốn dạy chúng ta là ghi nhớ lời Chúa, những biến cố, về những điều kỳ diệu mà Chúa gửi đến, và suy niệm trong lòng như phúc âm ghi lại. Có nhiều biến cố, có nhiều cái lời của Thiên Chúa đến với mẹ trong cuộc đời của mẹ. Từ lúc mẹ sinh ra cho đến hôm nay, mẹ gặp Chúa Giê-xu ở trong tìm gặp Chúa Giê-xu đi lạc ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem. Phúc âm ghi lại câu này. Đây là cái sự khôn ngoan đây. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi, nghĩ lại trong lòng. Ghi nhớ và suy đi, nghĩ lại trong lòng. Cũng như cung lòng mẹ Maria mở ra để đón nhận ngôi lời Thiên Chúa hằng sống nhập thế,
thì lòng mẹ cũng không ngừng rộng mở đón nhận những gì mà Thiên Chúa muốn nói với mẹ, những gì xảy ra trong cuộc đời của mẹ. Mẹ ghi nhớ và mẹ suy nghĩ. Phần chúng ta cũng nên lưu ý rằng cái khả năng và các thói quen suy nghĩ trong lòng của chúng ta về những lời của Chúa, về những việc làm của Chúa trong cuộc sống của chúng ta, đó là nguồn gốc của sự khôn ngoan. Nhưng mà thưa anh chị em, sống trong một cái xã hội tân tiến này, gọi là tân tiến, sống trong một cái xã hội tân tiến này, chúng ta có xu hướng, có khuynh hướng bị cuốn vào sự ồn ào, có khuynh hướng bị cuốn vào sự giải trí, vào những lo lắng ích kỷ, vào những lo lắng vật chất thế gian. Cho nên ít có khi nào chúng ta để tâm suy nghĩ lại cái lời của Chúa, hay là thậm chí mình nói kinh nghiệm đời thường của chúng ta vào một cái lúc nào đó ở trong ngày, ban tối chẳng hạn. Nếu chúng ta để tâm suy xét lại tâm hồn của mình thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều thứ. Những cái thứ đó giống như là một cái nhà kho ngổn ngang. Những thứ đó là những cái loại ý tưởng, những ước muốn, những hối tiếc, những hy vọng và những suy nghĩ rải rác nằm ngổn ngang, nằm lung tung ở trong tâm hồn của chúng ta. Căn phòng nội tâm của mẹ Maria không như vậy. Dĩ nhiên là trong cuộc sống đời thường, mẹ Maria mẹ cũng có một cuộc sống vật chất khá bận rộn. Nếu mà so sánh ngày hôm nay là chắc mẹ là thua rồi. Mẹ Maria là không có máy nấu ăn, cái đời của mẹ không có máy nấu ăn. Mẹ Maria cũng không có máy giặt. Mẹ Maria cũng không có điện thoại mà bây giờ gọi là điện thoại thông minh và những phương tiện khác dành cho một người nội trợ có thể tiết kiệm thời gian. Chắc chắn là mẹ Maria không có những cái thứ vật chất này. Nhưng mà tâm hồn của mẹ, mẹ vẫn cẩn thận giữ cho căn phòng nội tâm của mẹ sạch sẽ và gọn gàng. Cái điều đó cho phép mẹ nghe thấy những cái thông điệp mà Thiên Chúa đang gửi đến cho mẹ một cách kín đáo ở trong cuộc đời của mẹ. Mẹ ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Trái tim của mẹ giống như mặt hồ yên tĩnh, trong vắt và phẳng lặng, có thể phản chiếu trung thực những cái hiện tượng xung quanh, mặt trời, cây cối và mọi biến cố. Mẹ sẵn sàng đón nhận và suy đi nghĩ lại xem đây là cái điều gì đây? Đây có phải là ý muốn của Thiên Chúa hay không? Trái tim của mẹ giống như một chiếc xuồng được kết cấu hoàn hảo, vững chắc và có khả năng tiếp nhận những lượng sóng đến trong cuộc đời của mẹ. Nhưng mà mẹ làm chủ được bản thân của mình, đồng thời mẹ nhẹ nhàng linh hoạt, không lo lắng ích kỷ và tham vọng thái quá, và nhờ thế mà mẹ mới có thể đón nhận lời Chúa, đón nhận những biến cố xảy đến với mẹ. Mẹ Maria suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà thưa anh chị em, chắc chắn là mẹ Maria cũng biết rằng cái điều này không dễ dàng gì đối với chúng ta trong cái xã hội ngày hôm nay mà chúng ta đang sống. Chúng ta đang có khuynh hướng bị cuốn vào bao bề bộn lo toan của cuộc sống, dễ bị phân tâm bởi những thứ hào nhoáng trên đời, trong khi những thứ đó có phải là những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Mẹ Maria biết rằng
chúng ta cần được giúp đỡ trong việc học cách siêng năng suy niệm những việc làm, những cái lời của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Mẹ Maria cung cấp cho chúng ta một cái công cụ. Ngoài cái việc mà chúng ta suy nghĩ lời của Chúa, Mẹ Maria cung cấp cho chúng ta một cái công cụ. Và tất cả những ai đã sử dụng công cụ này đều đến gần với Chúa hơn, và trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, can đảm hơn, và có nhiều niềm vui. Rất là bình thường thưa anh chị em, mà đôi khi chúng ta không để ý. Cái công cụ mà Mẹ Maria đề nghị đó là Kinh Mân Côn. Đức Mẹ Maria đã trao Kinh Mân Côn cho Thánh Dominico trong một thị kiến vào thế kỷ thứ 13. Kể từ đó, vô số người nam, người nữ, trẻ con, người già đã sử dụng Kinh Mân Côn, đã sử dụng công cụ mà Mẹ Maria đề nghị để chúng ta sống kết hợp với Chúa. Cho dù là nông dân không có văn hóa, hay là những giáo hoàng, giám mục, linh mục, các bà mẹ, các ông bố đều sử dụng Kinh Mân Côn. Kinh Mân Côn là chìa khóa cho phép chúng ta chiêm ngắm trái tim của Mẹ Maria. Năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng, vân vân. Chúng ta có thể nói chuyện với Mẹ Maria trong sự thân mật, mặt đối mặt. Qua cái việc sống kết hợp với Mẹ Maria, và nhờ Mẹ Maria chúng ta đến với Chúa Giêsu, Kinh Mân Côn sẽ cho chúng ta cái sự bảo đảm rằng các nỗi thất vọng, những buồn khổ, những yếu kém đức tin sẽ được dời đi xa. Với Kinh Mân Côn thì những thứ này không còn hiện diện nữa. Với Kinh Mân Côn, ơn của Mẹ chữa lành và củng cố những gì chúng ta bị tổn thương thể xác và tinh thần. Với Kinh Mân Côn, ơn của Mẹ chữa lành những bệnh tật trong cuộc sống của chúng ta và trên thế giới. Và đặc biệt chúng ta luôn luôn tin tưởng rằng với Kinh Mân Côn, ơn của Mẹ sẽ dập tắt cái cơn bệnh Covid-19 này. Anh chị em cũng thấy ở tại La Mã này, trong cái cơ sở này có một cái công trình đang xây dựng ở phía sau lưng nhà thờ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa chúc lành cho các cái công trình mới này, cho mọi sự suôn sẻ tốt đẹp, để mỗi người chúng ta có dịp đến bên Mẹ và gặp lại Mẹ tại La Mã Bến Tre. Nhân dịp này, chúng ta cầu xin Mẹ đến an ủi những người, nhiều người trên thế giới đang bị cơn dịch bệnh Covid-19 hoành hành rất là nhiều. Hằng ngày và hằng giờ, những người đó không phải là những người ngoại đạo, ngay cả có những người Kitô giáo của chúng ta nữa. Và sau cùng, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và cho những người Kitô hữu trên toàn thế giới này. Hôm nay chúng ta long trọng mừng kỷ niệm ngày gặp lại được linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cảm tạ tri ân và tha thiết dâng lên Chúa lời nguyện xin. Đức Mẹ là Mẹ hồn thánh, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,
Xin Chúa luôn gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô, các giáo mục, linh mục, đặc biệt Đức Cha Phêrô giáo phận chúng ta, luôn vững mạnh và kiên cường trước mọi cơn thử thách, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa qua những cơn sóng gió của cuộc đời. Chúng con Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp, là người công tác vào ơn cứu độ trần gian và là từ mẫu luôn cứu giúp, chuyển cầu ơn Chúa cho chúng con. Nguyện xin Chúa đón nhận những lời nguyện xin mà chúng con dâng lên hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa làm nghi lễ đôi tay cha để ta cùng con vinh danh Chúa và hứa vinh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là Cha chi thánh, Chúa đã chiếu rọi ánh sáng đức tin vào tâm trí chúng con. Xin Chúa ban cho những của lễ chúng con dâng và những lời chúng con cầu khẩn nhờ thân mẫu cao cả của Đấng Cứu Thế chuyển cầu, làm cho chúng con vững vàng trong đức tin và nhiệt thành trong đức men. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc vì muôn huyền kỳ diệu của tình yêu và ân sủng mà Chúa đã nhân hậu thực hiện nơi Đức Trinh Nữ Maria, thì thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Thật vậy, mẹ chẳng hề nhiễm phái nguyên tội và cũng chẳng bị hư nát trong mồ. Người luôn khiết trinh vẹn toàn, trở nên cung điện huy hoàng cho Đức Kitô xuất hiện, làm ánh sáng muôn dân và làm phu quân của hội thánh. Người là chồng giỏi vinh hiển, là sự cây trong sáng ngời cho các tín hữu và là thành trì bảo vệ đức tin. Vì thế cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: sau bữa ăn tôi người
Chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và trên kêu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho tay được vào ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lên Chúa kêu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, lương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương yêu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
ban phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa hướng vào nhà con, nguyện xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta chân lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng hiện diện trong hội thánh bằng nhiều cách, chúng con cảm tạ Chúa vì nhiệm tích đã lãnh nhận, và chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho chúng con là những người đang trông cậy vào sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, biết tuân theo luật sống đức tin khi ở trần gian, được và được chiêm ngắm vinh quang Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong kính Đức Cha xin Đức Cha và Chúa Cha của Phật và anh chị em an toàn. Trong kính Đức Cha, Chúa Cha hằng thượng, Chúa Cha của tôi xin chào mọi người và anh chị em. Khi ngày hôm nay Đức Cha hiện diện ở đây trả lại một hồng ân lớn lao, con biết rằng đây là một trách nhiệm quá lớn, lớn không thể tưởng. Vậy mà Đức Cha vẫn sẵn sàng lãnh nhận cái trách nhiệm đó để hiện diện ở đây với chúng con. Đồng thời, Chúa Cha tưởng Chúa Cha cũng không quản ngại những cái cảnh báo của tất cả mọi người. Chúa Cha cũng sẵn sàng hiện diện với chúng con. Đó là một điều mà làm cho mọi người, làm cho tất cả anh chị em chúng con hiện diện ở đây sẵn cũng bắt chước Đức Cha, bắt chước Quý Cha để sẵn sàng xả thân cho cái trung tâm hành hướng này. Một vì thế con hết lòng tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ ba mươi Đức Cha, Đức Cha hạt trưởng Quý Cha luôn luôn được mạnh khỏe và vững tin trong tình yêu của Chúa. Kính thưa quý tu sinh nam nữ, quý ông bà và anh chị em, cũng vậy, cách đây không phải là ít, suốt cả một tuần nay, ngày nào trên phương tiện truyền thông đều cảnh báo về bệnh dịch thế kỷ hết. Thế nhưng quý ông bà và anh chị em đã hiện diện quá đông, đó là một dịch tình lớn lao làm cho mọi người chúng con cảm thấy xúc động. Và chính cái xúc động này là động lực lớn lao cho chúng con tiếp tục phát triển cái trung tâm này mỗi ngày mỗi tốt hơn trong tình yêu của Chúa. Chắc chắn rằng với cái biến cố này, con đã cảm chúng con càng cảm thấy đây là một phép lạ thật lớn, phép lạ mà trực tiếp chính Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria để thực hiện trong cái trung tâm này. Rõ ràng khả năng của chúng con không có khả năng làm những công việc này đâu. Thế nhưng mà qua lời chuyển cầu của mẹ, Thiên Chúa đã dùng những cái khả năng nhỏ bé của chúng con để cộng tác vào công trình lớn lao của Chúa. Vì thế, một lần con hết lòng cảm ơn với tu sĩ nam nữ quý bà của anh chị em. Một lần nữa, con hết lòng cảm ơn Đức Cha, Đức Cha hạt tượng quý cha quý bà của anh chị em. Xin Đức Cha, Đức Cha thương quả của anh chị em tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ chúng con để chúng con có thể hoàn thành được công việc lớn lao này một cách tốt nhất. Nhưng dù sao đó nữa, hôm nay là một điều rất quan trọng mà chúng con cảm thấy không có cái gì để mà diễn tả được cái xúc động của chúng con. Cái trách nhiệm quá lớn mà Đức Cha sẵn sàng gánh vác cho mọi người chúng con, đó là một điều rất quan trọng. Xin Đức Cha tiếp tục nâng đỡ chúng con trong công việc này để càng ngày cái trung tâm hành hương này càng trở nên một trung tâm mà như Đức Phiêu thứ 9 đã nói, hãy làm cho thế giới biết mẹ, và chính cái biết mẹ đó là công lao rất lớn lao của Đức Cha, Đức Cha tưởng Đức Cha của tôi sẽ làm được cho bà và anh chị em ở trong cái giáo phận này. Vậy con hết lòng cảm ơn và tha thiết xin Đức Cha, Quý Cha, chúng bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Một lần nữa con hết lòng cảm tạ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Thiên Chúa từ bi nhân hậu đã muốn cho con một người xin làm con Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh,
để cứu chuộc nhân loại. Xin người ban cho anh chị em muôn phúc lộc dồi dào. Amen. Nhờ Đức Mẹ anh chị em đã được hồng phúc đón nhận Đức Kitô là nguồn mạch sự sống muôn đời. Ước gì trong mọi nơi mọi lúc anh chị em hằng được cảm thấy tay mẹ hiền âu yếm chở che. Hôm nay anh chị em họp mừng đại lễ kính Đức Mẹ Maria. Ước chi ngày lễ này đem lại cho toàn thể anh chị em nguồn vui thiêng liêng cao quý và phần thưởng lớn lao trên trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Hãy subscribe.
sống khổ đau, kiếp người nỗi trôi theo dòng đời. Mẹ với lòng thương xót, từ bi che chở đêm ngày. Từ đây con mẹ ở bên, đoàn con thoát xa tội đời. Ôi mẹ Maria, mẹ là mẹ bên trên. Mẹ thương đến chúng con cái nơi trần gian. Có mẹ vui an đêm ngày, đoàn con có sức vui trọn đời. Mẹ thương đến chúng con cái nơi trần gian. Có mẹ vui an đêm ngày. Chúc quý vị thật nhiều bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.